Thì comment số 1 nha, để thầy biết là các bạn nhìn thấy màn hình chưa. Đây, chương trình siêu trí nhớ học đường. Đó, chương trình này được viết ra bởi thầy Nguyễn Phùng Phong. Đây ạ, thầy Phong đây ạ. Thầy là kỷ lục gia siêu trí nhớ thế giới. Với cái tâm huyết, với khao khát của mình, viết ra một cái chương trình giúp trẻ em Việt Nam biết cách học khỏi cực nhọc và giúp những đứa trẻ cảm thấy vui vẻ khi đến trường. Đây ạ, thầy Phong đây ạ. Quý phụ huynh có thể lên trên mạng hoặc lên Google, lên YouTube gõ chữ Nguyễn Phùng Phong cùng những kỷ lục gia siêu trí nhớ của Việt Nam, ví dụ như Phạm Ngọc Bình, Phương Trinh, Thu Hiền và rất nhiều tài năng khác, cùng với đội ngũ thầy cô cũng như các giáo sư tiến sĩ viết ra chương trình này nhằm giúp học sinh và phụ huynh giải quyết được những cái áp lực như sau. Đây ạ, có bạn nào bị áp lực như này không nhá, thử xem nào. Đây, học trên trường này, học thêm, học phụ đạo, học ngoại khóa, học ôn thi, lượng kiến thức thì lại phong phú nhưng mà thời gian thì lại ít quá, cho nên không đủ thời gian vui chơi nghỉ ngơi và kết nối gia đình. Đấy, tình cảm gia đình nó cứ sứt mẻ dần dần cũng từ đây đây. Thế thì đến với siêu trí nhớ học đường, các bạn sẽ có những phương pháp học nhẹ nhàng, vui vẻ và lại hiệu quả đến bất ngờ. Hiệu quả chỗ nào? Đây ạ. À, các em sẽ đọc nhanh hơn, đọc nhanh hơn. Đấy, nhớ dễ dàng hơn, kích hoạt thiên tài sáng tạo và có bộ não khỏe mạnh, có nhiều thời gian vui chơi nghỉ ngơi. Đấy, nghe cái chữ có bộ não khỏe mạnh, nhiều thời gian vui chơi là nhiều bạn đã thích rồi đúng không? Đấy, đến với khóa học siêu trí nhớ học đường này, các bạn được giao lưu với những nhân tài về trí nhớ này, biết cách xem bài trước khi lên lớp, ôn bài sau khi đi học về. Đấy, dễ dàng thống kê lại kiến thức, có nguồn tư liệu phong phú này, bài giảng bằng mind map rất là thông minh. Đấy, các bạn còn được học 11 phương pháp siêu trí nhớ. Nhanh lắm. Nếu các bạn học được 11 phương pháp này, các bạn sẽ nhớ dễ dàng mọi thứ, những kiến thức ở trên lớp cũng như trong cuộc sống một cách dễ dàng. 11 phương pháp này đã được thầy Nguyễn Phùng Phong, kỷ lục gia siêu trí nhớ thế giới, đúc kết từ bản thân mình cũng như là những người thầy trên thế giới. Đấy. Và dưới này là những đội ngũ giáo sư tiến sĩ, ví dụ như tiến sĩ Thang Văn Phúc, nguyên thứ trưởng Bộ Nội vụ này, rồi tiến sĩ Lê Doãn Họp, nguyên Bộ trưởng Bộ Truyền thông thông tin. Đấy, rất nhiều các cái thầy cô ở chương trình siêu trí nhớ học đường nha. Các bạn nào có tài khoản rồi hoặc chưa có tài khoản, các bạn chú ý, có phần kỹ thuật ghi nhớ thì chúng ta có một cuốn sách. Cuốn sách này thầy Thăng quen gọi là cuốn bí kíp võ công đây. Bạn nào mà có cuốn sách bí kíp này thì các bạn sẽ học rất là giỏi. Đây, ở cuốn sách này, thầy Nguyễn Phùng Phong đã đúc kết những cái tinh hoa của bản thân mình cũng như là các phương pháp của những người thầy lớn trên thế giới, những siêu kỷ lục gia trí nhớ thế giới. Thầy đúc kết vào cuốn sách này. Đấy, rất là hay luôn. Các em sẽ biết được quy trình học tập thông minh như thế nào, rồi thì chuyển các dữ liệu sang hình ảnh ra sao. Đấy, làm sao nhớ các cái công thức toán lý hóa văn anh sinh sử địa một cách rất là dễ dàng. Thì ở trong cuốn sách này có hết các bạn. Có siêu trí nhớ học đường, nhớ vào cuốn sách này để đọc nhá. Đấy, đặc biệt là thầy Nguyễn Phùng Phong biết là có nhiều bạn không thích đọc sách mấy, thầy đã soạn thành các video, 21 cái video giới thiệu với chúng ta về các phương pháp học tập thông minh. Đấy, thấy chưa? Đây, các phương pháp học tập thông minh. Các bạn thân mến, đây là chương trình siêu trí nhớ học đường.
Và trong cái chương trình này thầy sẽ giúp cho các bạn học được những cái kỹ thuật, những cái phương pháp để các bạn có thể học thuộc các cái công thức toán lý hóa một cách dễ dàng, cũng như là những cái nội dung của những môn thuộc bài như là văn, sử, địa, tiếng Anh. Các bạn cũng sẽ biết cái cách để làm sao chúng ta nhớ nó nhanh chóng, để các bạn có nhiều thời gian để các bạn nghỉ ngơi vui chơi. Nào, thầy trò chúng ta bắt đầu nha. Thì các bạn, đây, tất cả các clip đều có tên thư mục dưới này, ví dụ 6 bước chuẩn bị bài ở nhà này, đây, 3 việc ở trường này, 4 việc phải làm khi đi học về này, làm sao học nhanh nhớ lâu này, các phương pháp ghi nhớ này, ăn uống ngủ nghỉ như thế nào, hít thở ra sao, để các bạn có một cái bộ não khỏe mạnh, có cơ thể khỏe mạnh, đấy, học tập vui vẻ. Đấy. Vừa rồi là thầy Thăng mới giới thiệu đôi chút về cái quyển sách và các video kỹ thuật ghi nhớ. Bây giờ các bạn nhỏ nào mà muốn mình ấy, có bạn nào sợ môn sử không? Sợ môn địa không? Sợ môn là học dài, học cuộc lòng không? Đọc mãi không thuộc không? Có bạn nào không? Có bạn nào sợ những môn đó ghi chữ sợ? Thầy xem nào. Em có bạn nào sợ môn đấy không? À, có nhiều bạn. À, có bạn này không, bạn này sợ đúng không? Ngại học thuộc lòng lắm, đúng không? Rồi, có bạn nào mà lại thấy học môn lý, vật lý này khó không? Rồi, có bạn nào mà ngại làm bài, ngại lập dàn ý cho môn văn học không? Muốn viết một bài văn hay ấy, cứ viết linh ta linh tinh ấy, ý loạn sình gạo ấy. Có bạn nào có bị như vậy không? Môn văn mà lập viết nó không hay ấy, viết nó bị lộn xộn á, rất nhiều bạn đúng không? Thế thì bây giờ nhá, các bạn có siêu trí nhớ học đường rồi, các bạn nhớ vào kho tham khảo. Đây, thầy giới thiệu với các bạn tiếp nhá. Đây, các bạn hãy vào kho tham khảo. Ở đây, đó chính là sơ đồ tư duy mind map. Có hơn 4.000 cái sơ đồ tư duy từ lớp 1 cho tới lớp 12 luôn. Đấy, giả dụ bạn nào học lớp 2, các bạn mở lớp 2 ra. Giả dụ như các bạn học môn văn, các bạn viết văn chưa bố cục rõ ràng, đúng không? Thiếu ý tứ, các bạn mở ra. Thầy Thăng lấy ví dụ nhá, các bạn đang học lớp 2 chẳng hạn. Hôm nay các bạn phải học bài đáp lời đồng ý, tả văn ngắn về biển. Đấy rồi, chúng ta đã có được một cái dàn ý tuyệt vời bằng một cái sơ đồ tư duy rất là đẹp luôn. Thấy không? Đấy, các bạn nhìn vào cái sơ đồ tư duy này một cái nào. Thấy không? Đấy, để tăng phóng to lên. Đáp lời đồng ý này, các bạn nhìn vào cái nhánh này. Đấy, cảm ơn chân thành, thái độ thì phải vui vẻ, lịch sự, nhã nhặn và lễ phép. Thấy không? Thế bây giờ bắt đầu tả nhá. Tả văn ngắn về biển này, chúng ta chọn cảnh đi. Cảnh buổi sớm mai, biển lúc bình minh hay là lúc sớm mai, hay buổi sáng. Sóng biển này như nào nào? Đây các bạn nhìn này. Sóng biển xanh nhấp nhô, kéo nhau chạy vào bờ, tung bọt trắng xóa. Nào, mặt biển này. Mặt biển thì đoàn thuyền, thuyền buồm thì lướt sóng này. Đây, nhìn những hải âu chưa? Hải âu thì trao lượn này, sải cánh bay. Người dân làng chài thì quăng lưới đánh bắt cá. Đấy, các em lại nhìn lên bầu trời. Đấy, mặt trời thì nhô lên đỏ rực như một quả cầu này, như một quả cầu lửa này. Nhìn tiếp là như bầu trời thì đám mây trắng này bồng bềnh trôi. Đấy, và kết luận là cảm xúc của bạn đối với biển. Ví dụ trước biển em thấy yêu biển, yêu quê hương, tổ quốc Việt Nam mình hơn. Rồi, thầy giáo lại giới thiệu một cái mind map khác nha. Giả dụ như bạn nào đang học lớp 7 đi. À, thầy vào lớp 7 luôn rồi. Rồi, lớp 7 này. Rồi, giả dụ như hôm nay các em học môn sinh học. Rồi, các em học bài. Bài gì đây? Bài thế giới động vật
đa dạng và phong phú. Ôi, cả mấy trang sách người ta chỉ tổng hợp cho chúng ta vào một cái mind map rất là dễ hiểu. Đây, thấy không? Về loài và số lượng cá thể này, thế giới động vật thì đa dạng phong phú này, thấy chưa? Đa dạng là số lượng này, đa dạng là loài này, đa dạng là cá thể này. Ơi, về môi trường là như thế nào? Các bạn nhìn vào nhánh này biết ngay. Ơi, hay là bạn nào đang học lớp 12 chẳng hạn nha. Mở lớp 12 ra. Đây. Ví dụ lớp 12. Học hấn lớp 12 này. Đấy. Ví dụ hôm nay mình vào môn vật lý đi. Mình học về bài con nắc đơn này. Đấy. Thì cá cái bài con nắc đơn như vậy. Chỉ có một cái mind map đây. Thứ nhất là định nghĩa. Đấy. Thứ hai là khảo sát. Thứ ba là cơ năng và cuối cùng là ứng dụng. Hay là các bạn học môn hóa học đi. Đây, môn hóa đây. Môn hóa nha. Đây. Hôm nay mình học bài ST này, bài 1 đây. Đấy. Các bạn thấy không? Cá một bài như vậy. Đây, chúng ta học luôn được khái niệm này. Đây, khám phá này. Đấy, thủy phân này. Thấy chưa? Đây, tôi đang thử hỏi các bạn nhỏ này. Nếu bây giờ người ta tổng hợp mind map kiến thức sau bài học cho các bạn, thì các bạn có thể dễ dàng ôn lại bài không? Bạn nào mà cho rằng nếu có cái sơ đồ tư duy đó tổng hợp hết kiến thức, thì các bạn sẽ dễ dàng nhớ bài, ôn bài, thì comment cho thầy chữ dễ nào. Không? À, đúng rồi. Rất nhiều bạn, bạn Huyền, bạn Trường bảo dễ, bạn Hùng bảo dễ, bạn Thu Giang bảo dễ. Rồi, rất nhiều bạn bảo dễ luôn. Đấy. Ok. Rồi, bây giờ lại còn mới đến. Thế có nhiều bạn này bảo em không muốn đọc mind map đâu, em phải nghe thầy giảng trực tiếp cơ. Đây, thì bây giờ các bạn sẽ được nghe tất cả các bài giảng luôn. Hãy lại quay trở lại siêu trình hiệu đường nha. Đây, các bạn hãy vào video bài giảng của thầy cô. Đây, video bài giảng. Hãy lấy ví dụ nha. Bạn đấy năm nay học lớp... Thôi, có bạn nào bắt đầu đi từ lớp 1, cấp 1 nhá. Ví dụ bạn ấy lớp 3. Đây, bạn ấy học môn tự nhiên xã hội. Bạn ấy vào tự nhiên xã hội luôn. Hôm nay bạn ấy học bài hoạt động thở và cơ quan hô hấp. Thế là bạn ấy mở ra. Chào mừng các bạn đến với chương trình Siêu trí nhớ học đường. Cô tên là Nguyễn Ngọc Thúy. Cô rất vui được đồng hành cùng các bạn trong tiết học này. Ở môn tự nhiên và xã hội lớp 3, các bạn sẽ được tìm hiểu những kiến thức thuộc 3 chủ đề. Tiết học này, chúng ta sẽ tìm hiểu những kiến thức thuộc chủ đề đầu tiên, chủ đề con người và sức khỏe. Chúng ta cùng nhau bắt đầu bài học ngay nhé. Các bạn biết không, hoạt động thở là hoạt động... À, thầy Thăng đố các bạn, khi cô giáo giảng bài thì có cái phụ đề bằng tiếng gì đang chạy trên màn hình nào? Bạn nào biết thì comment nào, phát hiện ra nào. Comment xem cô giáo giảng bài tiếng Việt này có phụ đề bằng thứ tiếng gì đang chạy trên màn hình nào. Giúp cho con người hít vào, nhận vào khí oxy để nuôi cơ thể và thải ra ngoài khí carbonic. Hoạt động thở rất quan trọng đối với con người trong việc duy trì sự sống. Vậy, hoạt động thở và cơ quan nào thực hiện hoạt động này? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua bài Hoạt động thở và cơ quan hô hấp. À nha, nếu các bạn mà ấy học nghe cô giáo giảng tiếng Việt lại có chữ tiếng Anh chạy trên màn hình, đấy, các bạn sẽ được học tiếng Anh giỏi lên rất nhiều. Bây giờ các bạn lại muốn đọc những cụm từ tiếng Anh này như thế nào, thì các bạn hãy ấn vào lá cờ nước Anh. Lập tức bài giảng này được các chuyên gia nước ngoài lồng tiếng luôn. Hay không? Đây nhá, nghe giọng chuẩn người Anh này.
Welcome to the Super Memory for Schools program. My name is Nguyễn Ngọc Thuy. I am very happy to be with you in this lesson. In the subject of Nature and Society of third grade, you will learn about the knowledge of three topics. Rồi. Thầy Thăng này mở một bài đến các anh chị cấp 2 nhá. Chắc là trong phòng room của chúng ta có cả 3 cấp. Thầy mở một bài lớp 9 đi. Không biết có anh chị nào lớp 9 không? Lớp 9 thì mình comment 9 vào nào. Bạn nào đang học lớp 9 thì comment lớp 9 nào. Giả dụ hôm nay chúng ta học bài đây môn địa đi. Đây. Hôm nay các bạn học bài sự gia tăng dân số đi. Đây. Các bạn vào đây cái. Mở ra luôn. Các bạn này học được luôn cái từ sự gia tăng dân số bằng tiếng Anh luôn. Thế mới hay chứ. Cô chào các con đến với chương trình Siêu trí nhớ học đường. Hôm nay cô Quyên lại được gặp các con ở bài 2 Dân số và gia tăng dân số. Ai và cả cái bài này có hơn 7 phút các em ạ. Không phải là 45 phút như ở trên lớp đâu. Rất dễ. Ở bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về số dân của nước ta. Rồi. Ví dụ thầy mở một bài lớp 12 nhá. Đây, bạn nào đó học lớp 12 chẳng hạn. Vào đây luôn, lớp 12. Hôm nay học về môn sinh chẳng hạn. Ai già. Học về bài mã di truyền này biến động. Rồi. Bất kỳ một bài nào nhá. Đây. Phiên mã và dịch mã. Đúng không? Thấy chưa? Mở ra luôn. Đấy, bài này có 8 phút thôi. Chào mừng các bạn đến với chương trình Siêu trí nhớ học đường. Thầy là Hiếu, hôm nay thầy tiếp tục đồng hành với các bạn ở bài số 2 của chương trình sinh học lớp 12, phiên mã, dịch mã. Ở bài trước thì chúng ta đã biết rằng Rồi. Thầy tạm xem màn hình nào. Bây giờ thầy thử khảo sát nhá. Các bạn hãy comment cái lớp mà các bạn đang học vào trong khung chat xem nào. Ai học lớp mấy thì comment số. Ví dụ lớp 8 là comment lớp 8. À lớp 9 này, lớp 8 này. Ồ lớp 10 này, lớp 8 này, lớp 10 này. 1 này, 5 3 4 7 6. Ôi nhiều lắm. Rồi. Tí nữa sẽ đến phần hỏi đáp của các bạn nhé. Rất nhiều bạn giơ tay. Rồi. Các bạn. Năm nay học lớp nào thì các bạn sẽ vào đúng bài đó, môn đó. Nếu các bạn học tài khoản 5. Đấy. Còn bạn nào mà mua tài khoản VIP là học được cả 12 năm luôn. À dễ đúng không? Hay quá. Rất nhiều bạn giơ tay. Rất nhiều phụ huynh giơ tay đúng không ạ? Dạ vâng. Để thầy Thăng xin chia sẻ thêm một phút nữa. Bây giờ thầy Thăng sẽ chứng minh cho các bạn nhỏ và quý phụ huynh có tham gia siêu trí nhớ học đường là cái việc học siêu trí nhớ học đường này thực sự là nó mang lại hiệu quả. Tôi xin chia sẻ quý phụ huynh một chút về cái nhân duyên mà thầy Thăng đến với siêu trí nhớ học đường này. Thầy Thăng đến với siêu trí nhớ học đường chỉ vào ngày 15 tháng 3 dương lịch thôi, năm 2021. Nhưng mà thầy đã áp dụng những cái phương pháp học tập rất là thông minh từ chương trình siêu trí nhớ học đường này vào những tiết học ở trên lớp của thầy Thăng. Thì thầy cảm nhận là các tiết học của thầy Thăng diễn ra một cách rất là vui vẻ. Các em rất rất háo hức và đón nhận tiết học của thầy một cách rất là hồ hởi. Các môn khác đôi khi các em còn chán, còn muốn hết tiết. Nhưng mà cứ đến giờ tiếng Anh của thầy Thăng, các em rất là mong muốn được đến để học. Đấy là cái phần thưởng dành cho người thầy. Ai cũng mong muốn là có một cái giờ học như vậy. Thứ hai là hai cô con gái của thầy Thăng á, khi tham gia chương trình siêu trí nhớ học đường này, các bạn ấy rất là tự giác, chăm ngoan, tự tin, tự lập. Đấy. Đến với siêu trí nhớ học đường các em còn có cứ thứ năm hàng tuần các bạn được tham gia game show với các bạn nhỏ trong toàn quốc luôn. Được nhận quà từ thầy Phong, được nhận máy tính bảng, nhận những món quà rất là giá trị, hàng triệu đồng, rồi rất nhiều món quà khác. Bây giờ có lẽ là xin chia sẻ với quý phụ huynh một cái clip nho nhỏ nhé. Con gái thầy mới học lớp 4, 5, đấy, bắt đầu chuẩn bị học lớp 5. Cái bài đấy chưa hề được học. Nhưng mà các em mở siêu trí nhớ học đường ra, các em tự thuộc bài, xong lại giảng lại bài cho người khác hiểu. Đấy. Bạn nhỏ nào mà trong
trong lớp học mà cô muốn là cô chưa dạy đến mà ở nhà mình đã tự thuộc rồi, có ai muốn mình tự thuộc bài không, ngồi nhà cũng thuộc bài không, comment chữ muốn nào. Mình thuộc rồi mai mình lên lớp mình tự tin lắm, đúng không? Có bạn nào muốn ở nhà thuộc bài luôn rồi nhá. Rồi thầy Thăng sẽ xin phép các quý phụ huynh và các bạn chiếu một cái ví dụ để cho các bạn thấy nhá. Đây con gái của thầy luôn á. Đây 5 phút thuộc bài đây. Đây thầy đã chiếu một clip nhá. Đây clip này bạn em mới gửi cái đây hơn một tuần. Đây rồi. Ơi, 8 bằng 2 bằng 4. 8 bằng 2 bằng 4. Có bạn nào đang bật mic thì chúng ta tạm tắt đi tí nhé. Siêu trí học đường, mình tên là Nguyễn Phương Mai, năm nay mình 10 tuổi, mình đang sống tại Yên Thế, Bắc Giang. Bắt từ ngắn gọn về mình là sáng tạo, tự tin, yêu thương, mong mình hãy cổ vũ cho mình. Trong phần môn tiếng Việt, các bạn có bao giờ tự hỏi đại từ là gì không? Ồ, các bạn hãy comment ý kiến của các bạn ở bên dưới nhé. Và bây giờ mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu về bài đại từ qua phương pháp sơ đồ tư duy. Bài đại từ này bao gồm hai nội dung chính. Nội dung thứ nhất là nhận biết đại từ. Nội dung thứ hai là đại từ thay thế. Nội dung thứ nhất, đại từ dùng để xưng hô, còn dùng để chỉ sự vật hoặc sự việc, hay dùng để thay thế cho danh từ, cụm danh từ, động từ, cụm động từ, hoặc tính từ, cụm tính từ. Thế như vậy là cái phần chia sẻ của thầy Thăng ấy vừa rồi nhá, quý phụ huynh có thể hoàn toàn mở siêu trí nhớ học đường ra, xem con em mình đang học những bài nào, mở sơ đồ tư duy ra, cùng con học một cách bình thường. Ai cũng có thể trở thành giáo viên, ai cũng có thể trở thành một người đồng hành với con em mình hết. Hoặc các bạn học sinh dễ dàng mở mind map ra để mà ôn bài trước cũng được, học bài trước chuẩn bị bài ở nhà, hoặc nghe cô giảng về mình chưa hiểu gì mình lại mở mind map ra, hoặc có thể mở đúng cái bài giảng đó ra mình nghe lại. Mình nghe một lần chưa hiểu mình nghe hai lần thôi, không sao cả, đúng không? Mình lên lớp mình hỏi cô còn phải dạy môn kế tiếp hoặc là phải đi lớp khác rồi, không kịp hỏi, không kịp trả lời. Đấy. Đôi khi thầy cô rất muốn giúp các em nhưng vì thầy cô lại còn có những cái giờ ở lớp kế tiếp, đúng không? Thế các em có siêu trí nhớ học đường, các em sẽ vào đó, các em mở ra để học. Bây giờ có rất nhiều bạn giơ tay. Rồi, rất nhiều bạn giơ tay hỏi đúng không? Rồi. Thầy sẽ dành một số phút để cho các bạn hỏi đáp nhé. Xong rồi còn có rất nhiều cái phần chương trình đồng hành. Sau khi các em đăng ký tài khoản siêu trí nhớ học đường rồi, các em còn được thầy cô đồng hành 30 ngày nữa qua Room để hướng dẫn các phương pháp học tập thông minh với các em, để thay đổi cái thói quen học tập của các em có thể trước đây là chưa phù hợp, thì mình sẽ tìm ra một cái phương pháp phù hợp nhất cho mình. Bây giờ tất cả thầy sẽ hạ tay các bạn xuống, xong bạn nào giơ tay nhanh nhất thì thầy sẽ gọi bạn đó trước nhá. Thầy sẽ giải đáp những cái phần băn khoăn của các bạn. Bây giờ thầy hạ tay của các bạn, xong đó là thầy sẽ đếm 1, 2, 3. Bạn nào giơ tay nhanh thì gọi bạn đấy trước nhá. Phụ huynh nào giơ tay nhanh thì thầy Giang sẽ giải đáp trước. Rồi, bắt đầu. 1, 2, 3. Rồi, rất nhiều bạn giơ tay luôn. Rồi. Bây giờ thầy mời bạn Nguyễn Hoàng nào. Nguyễn Hoàng bật mic cho con. Hai anh em Nguyễn Hoàng. Đẹp trai quá. Hai anh em Nguyễn Hoàng bật mic đi. Con bật đi. Rồi. Nguyễn Hoàng. Hãy giới thiệu về mình nào, Nguyễn Hoàng ơi. Con tên là Nguyễn nè. Và anh con là Nguyễn Hình Nga. Con học lớp 4. Con học lớp mấy? Ba từ ngắn gọn để nói về Hoàng là gì nào? Rồi, thế Hoàng muốn hỏi gì thầy Thăng nào? Cho thầy Thăng hỏi Hoàng nhá. Thế liệu có một cái những cái bài tóm tắt bài học như vậy
Thì Hoàng có thấy nó có ý nghĩa không? Có à? Hoàng có thấy các thầy cô giảng bài chỉ từ 3 đến 5 phút, 7 phút, 10 phút thì sẽ giúp Hoàng ôn lại bài một cách dễ dàng không? Dạ có. À có đúng không? Thế thì Hoàng đã được mẹ tặng tài khoản siêu trí nhớ chưa? Dạ chưa. À chưa hả? Rồi thế tí nữa thầy Thăng sẽ gặp mẹ Hoàng, cho mẹ Hoàng sẽ tặng Hoàng một cái tài khoản siêu trí nhớ nhá. Hoàng có muốn nói gì với thầy Thăng không? Nhân dịp khai giảng này Hoàng có muốn chúc gì các bạn không? Dạ không. À rồi, thầy Thăng tạm biệt Hoàng nhá. Rồi, cảm ơn Hoàng. Rồi, bây giờ xin mời bạn đây, bạn Nguyễn Ngọc. Nguyễn Ngọc gì đây nhỉ? Giờ đây thầy giáo chưa nhìn rõ tên nào. Em bật mic nào. Rồi, Nguyễn Ngọc Gia Mẫn nào. Rồi, Gia Mẫn này, con bật mic lên. Con bật cam đây và con muốn hỏi gì thầy nào? Gia Mẫn bật mic đi con. Đâu rồi, Gia Mẫn đâu rồi? Có 19 bạn giơ tay rồi đúng không? Rồi xong thầy Thăng sẽ giải đáp cho các bạn nhé. Rồi thầy quay lại bạn Gia Mẫn sau. Các bạn hãy bật cam lên thì thầy Thăng mới mời được nào. Các bạn mà tắt cam thì thầy không mời được nhá. Bạn nào bật cam thì thầy sẽ ưu tiên mời trước nào. Võ Lâm Gia Khang nào. Thầy mời Võ Lâm Gia Khang nào. Mời phụ huynh hoặc là Võ Lâm Gia Khang nào. Dạ. Rồi. Con giới thiệu về mình nào. Em tên là Võ Lâm Gia Khang. Ba từ ngắn gọn để nói về em là tự tin, nhanh nhẹn và hiếu thảo ạ. Hay quá. Mong thầy cô và quý huynh các bạn cổ vũ cho con. Rồi. Rồi Gia Khang á. Gia Khang á, muốn hỏi thầy điều gì nào? Dạ không có ạ. À, thế là cho thầy Thăng hỏi một chút nhá. Thế là Gia Khang đã có tài khoản siêu trí nhớ học đường chưa? Dạ rồi ạ. À, con có tài khoản từ bao giờ? Dạ con có tài khoản từ một tháng trước ạ. Một tháng trước. Thế Gia Khang năm nay học lớp mấy rồi con? Dạ con học lớp 4. Học lớp 4. Thế Gia Khang có thường xuyên vô siêu trí nhớ học đường để khám phá các chương trình ở trong đó không? Dạ có ạ. À tuyệt vời quá. Gia Khang có tham gia chương trình 5 phút thuộc bài không? Dạ, con chưa đủ tự tin để tham gia. À, thầy nhìn Khang rất là thông minh. Thầy tin rằng là, thầy đang tin rằng Khang có đủ năng lực và nhiều năng lực và sự thông minh để tham gia nhá. Thế Khang có thấy rằng là khi con mở các bài học trong đó, con có thấy là dễ hiểu và dễ học bài không? Dạ, có ạ. Rồi, thế ai mua tài khoản cho con thì con hãy nói lời biết ơn nhá. Mẹ con hay ba con? Dạ, mẹ ạ. Rồi con em biết ơn mẹ con đã mang cho con một cái món quà thật là tuyệt vời nhá. Thầy dạ. Thăng chúc Khang là luôn luôn là sáng tạo, tự tin, hiếu thảo nhá. Ứng dụng siêu trí nhớ học đường một cách tốt nhất. Ok. Rồi cảm ơn con đã giao lưu nhá. Dạ. Rồi thầy mời bạn. Bạn nào bật cam đây, bạn à. Các anh chị lớn có muốn hỏi gì không? Đây bạn Nguyễn Gia Bảo nào. Gia Bảo ơi, Gia Bảo bật cam nào. À bật mic nào. Gia Bảo bật mic đi con. Dạ. Rồi. Con hãy giới thiệu về mình nào. Con tên là Nguyễn Gia Bảo. Năm nay là con lên lớp, con chuẩn bị lên lớp 5 rồi. À. Thế con đã có tài khoản siêu trí nhớ học đường chưa? Đúng rồi. À con có rồi à? Con có lâu chưa? Con có thì tầm cũng là tầm 2 tháng trước rồi. À thế con đã biết cách khai thác hết tất cả các cái mục thư mục ở trong phần siêu trí nhớ học đường chưa? Được. À ở trong mục siêu trí nhớ học đường đấy thầy Thăng quên giới thiệu, nó còn có một cái mục nữa, đó là mục ở diễn đàn nhá. Nếu mà bảo gặp một cái bài văn hay một câu toán học hoặc con gì đó có thì con hãy gửi câu hỏi lên đó là thầy cô sẽ trả lời giúp con nhé. Được không? Rồi. Em Bảo có thấy rằng là cái siêu trí nhớ học đường này nó hỗ trợ con rất nhiều trong việc học không? Được. À rồi. Bảo ở tỉnh nào nhỉ Bảo? Con Bảo thì... Bảo đang sống ở đâu? Ở tỉnh nào của Việt Nam? Con
Quê con ở đâu? Quê con ở đâu? Quê con thì ở chỗ Phương Duệ ạ. À, con nói rõ hơn cái tỉnh của con đang sống mà con có biết đâu. Tỉnh Bắc Giang hay tỉnh Hà Nội, à thành phố Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh hay Cần Thơ hay gì đó. Con ở đâu? Con ở tỉnh Hải Dương. À Hải Dương à, rồi ok nhá. Thế bảo có muốn hỏi gì thầy không hay là có vấn đề gì trao đổi không con? Không. À rồi, cảm ơn con nhá. Rồi, thầy mời bạn khác. Rồi, chúc bảo là có một năm học mới thành công nhá. Vâng. À đây đây, mời một phụ huynh này. Phụ huynh đang giơ tay đây ạ. Mời chị Hồng Nhung ạ. Dạ vâng ạ, mời phụ huynh trao đổi ạ. Vâng, em chào thầy ạ. Dạ vâng ạ, em chào phụ huynh ạ. Bé vâng. Gái xinh quá, bé gái tuyệt vời quá. Dạ vâng ạ. Thầy chào con, giỏi quá. Vâng, thầy ơi, thầy cho em hỏi một câu với ạ. Cái tài khoản siêu trí nhớ học đường của em không vào được video thầy ạ. Em chỉ vào được minmap thôi, em không vào được video ạ. À, khi bật lên nó có màu đen phải không? Nó thành dấu X ở giữa màn hình. Em lát lên không được ạ. À, thế thì nó sẽ có hai tình huống. Một là do cái máy tính của ta nó, cái đời nó hơi thấp hoặc cái điện thoại đó. Vâng. Hai là có thể nó cái phần mềm nó cần được nâng cấp lên. Thì mẹ Nhung sẽ vào cái nhóm nào hỗ trợ lỗi video. Dạ, thì vâng các chuyên gia của siêu trí nhớ học đường sẽ trực tiếp kết nối với mẹ Nhung và sẽ giúp mẹ Nhung khắc phục trong một nốt nhạc thôi, không có khó khăn gì nhá. Lát nữa thầy Thăng sẽ mời mẹ Nhung vào cái nhóm. Mẹ Nhung đang ở tỉnh nào nhỉ? Dạ em đang ở tỉnh Bắc Giang ạ. Ồ, cùng quê với thầy Thăng rồi, ở huyện nào? Vâng ạ. À, thầy Thăng ở Tân Yên đúng không ạ? Thầy Thăng ở Yên Thế nhá. À thầy Yên Thế ạ. À. Rồi lát nữa thầy Thăng sẽ bạn bé nhà thầy Thăng. Rồi thầy Thăng sẽ thả cái số điện thoại của thầy và kết nối Zalo với quý phụ huynh gặp khó khăn gì về siêu trí nhớ học đường. Thì thầy Thăng sẽ được trợ giúp nhá. Dạ, thầy Thăng cũng có cái khao khát là được chia sẻ những cái gì thầy Thăng cũng may mắn được biết để giúp học trò quê hương Bắc Giang. Như thế mình rộng ra là tất cả các bạn trên tổ quốc Việt Nam thân yêu mình, bởi vì thầy Thăng là thầy mà giờ có cái nhân duyên được biết cái siêu trí nhớ này thì thầy rất muốn được hôm nay là rất biết ơn các phụ huynh đã lắng nghe thầy và tham gia buổi room này. Thầy hạnh phúc lắm, có nhiều động lực và có nhiều truyền cho thầy Thăng rất nhiều cảm ứng đấy. Cảm ơn mẹ Nhung nhá. Chúc mẹ Nhung luôn xinh đẹp này, có một cuộc sống thành công. Rồi, chúc bé ngoan nhá. Rồi. Vâng. Em cũng xin chúc thầy cô cùng toàn thể các bạn để có một năm học thành công và có nhiều sức khỏe, hạnh phúc ạ. Rồi, ok. Thầy ơi, làm sao để áp dụng siêu trí nhớ học đường vào các môn học ở trường? Ôi, em ơi. Dạ vâng ạ. Đây là một câu hỏi của bạn Thành MC. Em cứ, thầy cô sẽ đồng hành với em 30 ngày là một này. Thứ hai, các em cứ đọc kỹ cuốn sách và xem kỹ 21 cái video của thầy Nguyễn Phùng Phong hướng dẫn. Thì không một cái thứ gì mà các em không nhớ được dễ dàng hết các em ạ. Thầy đăng câu hỏi lên siêu trí nhớ học đường thì thầy cô có trả lời nhanh không ạ? Nhanh, sau 24 giờ đồng hồ có câu trả lời luôn. Đây, em có phụ huynh nào giơ tay hỏi tiếp không? À đây, có nhiều bạn đang giơ tay nào. Ồ, tuyệt vời quá. À, thầy mời một bạn đang rất là chăm chú này. Bạn Vũ Tiến Đạt này. Vũ Tiến Đạt con bật mic nào. Đây, tí nữa sẽ mời phụ huynh của em. Tí nữa bạn là phụ huynh của em Thanh Hằng chuẩn bị nhá. Tiến Đạt đây, con bật mic nào. Em đây ạ. Rồi, thầy chào con. Em chào thầy ạ. Ừ, thầy chào Tiến Đạt. Tiến Đạt là có muốn giao lưu với mọi người không nào? Tiến Đạt tự giới thiệu về mình nào. Em thưa thầy, em tên là Vũ Tiến Đạt. Năm nay em 10 tuổi. Em sống tại tỉnh Hải Dương ạ. Ba từ ngắn gọn để nói về Đạt là? Em thưa thầy là sáng tạo, hiếu thảo, kiên trì ạ. Hay quá, hãy cổ vũ cho bạn Đạt nào. Rồi, thế bạn Đạt có muốn trao đổi gì với thầy Thăng và các bạn ở trong phòng room không? Cũng như quý thầy cô và phụ huynh. À, Tiến Đạt có tài khoản siêu trí nhớ học đường cho con? Em có rồi ạ. Em có được mấy tháng rồi hay từ bao giờ? Em mới có. À thế à? Thế hôm nay qua phần hướng dẫn của thầy Thăng để khai thác cái chương trình siêu trí nhớ học đường thì
Tiến Đạt đã biết hết các cái mục để mình khai thác chưa? Rồi ạ. Rồi, con hãy nhớ học đọc kỹ cuốn sách và nghe các cái video về phương pháp của thầy Phong, sau đó con ứng dụng với các môn học ở con trên trường, đúng không? Con thích ôn bài nào thì con lại vào trực tiếp cái bài của lớp học của con ôn hoặc chuẩn bị bài trước. Thế con có thấy rằng là cái phần mềm này nó có ý nghĩa và hỗ trợ con trong việc học không? Có. Ai mua tặng con món quà này? Mẹ em ạ. À, con hãy biết ơn mẹ nhá. Rồi. À. Rồi, chúc Đạt là luôn mạnh giỏi này, sáng tạo, tự tin, hiếu thảo nhá. Chúc một năm học mới thành công. Thầy chào con. Thầy ơi, chỗ em. À rồi, tí nữa thầy Thăng sẽ gửi số điện thoại lên khung chat nhá. Rồi, thầy chào Đạt. Dạ, có phụ huynh nào? Có phụ huynh nào muốn hỏi ở đây ạ? Có bà của bạn Giao Huy đây ạ. Bà đang nghe rất chăm chú để con được giao lưu với bà một tí nhá. Cháu mời bà bật mic ạ. Bà Trần Công Giao Huy đây, chắc phụ huynh của em Trần Hồng Giao Huy đây ạ. Dạ vâng. Đâu rồi? Bạn Trần Hồng Giao Huy. Trần Hồng. Bà ơi, cháu mời bà bật mic đi ạ. Đâu có đâu. À đây. Chị Hồng Nhung lên giọng rồi đúng không? Còn 17 bạn giơ tay nữa. Đâu ạ? À, bà đâu nhỉ? Con vừa bật mic cho bà rồi mà. Dạ vâng. Bà chắc là không bật mic nữa rồi. Thầy mời bạn đang là rất là chăm chú cũng đưa tay đây. Bạn Cát Tường nào. Bạn Cát Tường lên sóng nào con. Rồi, tự tin lên nào. Rồi, tuyệt vời. Dạ, con chào thầy và con chào tất cả mọi người. Rồi. Con Nguyễn Ngọc Cát Tường. Năm nay con lớp 4. Rồi, con đang ở tỉnh nào? Dạ, Hồ Chí Minh. À, Hồ Chí Minh luôn. Ba từ ngắn gọn để nói về Cát Tường là gì? Dạ là... con không biết. À, là con không biết. Con hãy cố gắng tìm ra ba từ để ngắn gọn để nói về con. Thì con sẽ có một cái nội lực rất là tuyệt vời. Nhá. Bây giờ con tưởng tượng là con bước ra đường mà con chả biết con đi đâu về đâu thì con có đến đích được không? Dạ. Không đúng không? Bây giờ nói lại là ba từ ngắn gọn để nói về Cát Tường là gì nào? Dạ là may mắn. Ừ. Trung thực. Trung thực. Hiếu thảo. Đó, rồi. Thế Cát Tường có muốn hỏi thầy không? Muốn giao lưu với thầy cô và quý phụ huynh các bạn nhỏ không? Dạ muốn. Ừ, con muốn hỏi gì nào? Dạ con muốn chúc tất cả mọi người năm đầu năm mới có một ngày vui vẻ. À, đầu năm khai giảng đúng không? Có một ngày vui vẻ. Tuyệt vời quá. Con luôn là một cô gái có cái trái tim rất là nhân hậu và biết nghĩ cho mọi người đấy. Con chắc chắn sẽ là một cô gái thành công. Và bố mẹ con sẽ rất là hạnh phúc nhá. Vì con rất là hiếu thảo. Rồi, thầy cảm ơn Cát Tường nhá. Rồi, đây ạ. Mời mẹ Mai Phương ạ. Mẹ Mai Phương đang giơ tay. Mai Phương rất là xinh luôn. Mời phụ huynh của em Mai Phương bật mic ạ. Để thầy xem. Thầy bật mic cho Mai Phương. Mai Phương bật mic cho Mai Phương rồi. Để thầy bật lại cho Mai Phương này. Mai Phương bật mic đi Mai Phương. Em chào rồi. Rồi, ok. Thầy chào Mai Phương. Mai Phương giới thiệu về mình nào. Mẹ con có đang ở bên cạnh đúng không? Rồi, con hãy giới thiệu về mình đi. Em tên là Nguyễn Thị Mai Phương ạ. Năm nay con lên lớp 5. Sống tại tỉnh Bắc Giang. À, Bắc Giang luôn. Ồ, cùng quê thầy rồi. Này, có thêm một người đồng hương nữa. Thế Mai Phương... có xin nhớ học đường chưa? Có tài khoản chưa? Có rồi ạ. Em có được từ lâu chưa? Con vừa mới mua. Thế ai mua tặng con? Con mua từ cô giáo hay là từ ai? Con ở thành phố Bắc Giang à? Hay ở Việt Yên? Rồi. Thế Mai Phương đã vào trang xin nhớ học đường học được buổi nào chưa? Đã khám phá chưa? Dạ, kích hoạt
Hôm đầu tiên đúng không? Thế con vừa mới nghe thầy Thắng mới nói qua thôi đúng không? Con chưa hiểu sâu. Nhưng con có cảm nhận được là nếu như con có một cái phương tiện hỗ trợ này gồm tất cả các sơ đồ tư duy tóm tắt lại bài học cho con đã thấy nó có bổ ích không? Có. Rồi con lại được lắng nghe tất cả các thầy cô giảng lại các bài cho con nghe một lần, hai lần, ba lần, mười lần, tùy con, bao giờ hiểu thì thôi. Mà lại được học cả song ngữ luôn. Thế con có thấy tiện đấy không? Có. Rồi, thầy chúc Mai Phương sẽ khai thác thật tốt, ứng dụng thật tốt cái chương trình siêu trí nhớ học đường này như là một cái lời biết ơn dành cho mẹ đã tặng con món quà thật ý nghĩa nhân dịp đầu năm mới nhá. Vâng. Rồi, chúc mẹ Mai. Con hỏi đi. Làm thế nào để vào được mấy cái quyển sách hay là mấy cái video trong Rồi, thầy đang hỏi con một câu là con đã kích hoạt chưa? Chưa đúng không? Chưa. Rồi. Thế thì con sẽ nhờ cái người mà giới thiệu cho mẹ con cái tài khoản này nhá. Hỏi mẹ con xem là ai giới thiệu cái tài khoản đấy cho mẹ con thì người đó sẽ hướng dẫn trực tiếp. Còn lúc đấy khả năng thầy Giang mới giới thiệu hơi nhanh, đúng không? Thầy Giang chưa đến phần là giới thiệu kích hoạt. Thôi được rồi. Có phụ huynh nào mà chưa biết kích hoạt không ạ? Chưa biết cách kích hoạt thì comment chứ chưa để thầy Giang hướng dẫn cách kích hoạt ạ. Thì comment chứ chưa vào khung chat ạ. Có phụ huynh nào mà muốn học mà chưa biết cách kích hoạt không? Có rồi. Một phụ huynh. Cũng rất ít thôi ạ. Đúng không? Cơ bản là các bạn biết cách rồi. Rồi. Hai này, ba này. Có phụ huynh nào chưa biết cách kích hoạt thì comment chữ chưa ạ. Chưa này. Ba, bốn phụ huynh đúng không? Chưa. Chưa. Dạ vâng. Được rồi, thầy Thăng sẽ thế vậy thầy Thăng sẽ nói qua một chút nhá. Phép quý phụ huynh nè. Chưa kích hoạt đúng không? Nhiều quá. Ai mà rồi ạ. Qua cái phần chia sẻ của thầy Thăng vừa rồi, bây giờ thầy Thăng sẽ hướng dẫn thêm quý phụ huynh cái cách kích hoạt này, nhưng mà trước khi kích hoạt thầy Thăng thử có một câu hỏi khảo sát như thế này nhá. Bây giờ có một cái phương tiện hỗ trợ học tập như các con nãy cũng nói rồi, rất là hiệu ích, rất là tiện lợi. Phụ huynh cũng biết ngay là con mình học đến đâu, chương nào để cùng đồng hành với con. Thế mà bây giờ bỏ ra có 3 bát phở thôi. Con được học 1 năm trời tất cả các môn như vậy. Quý phụ huynh nào mà nghĩ rằng đó là xứng đáng thì xin comment số 10 ạ. Bỏ ra 100 ngàn thôi cho con mình học 1 năm tất cả các môn luôn. Đấy mà bé nào cũng bảo rất là hữu ích. Rồi cảm ơn phụ huynh Nhân này, phụ huynh Tài, Tùng Lâm. Rồi đúng không? Tất cả các bạn đều đồng ý là rất là hữu ích và rất là phù hợp đúng không? Thì chúng ta hãy biết ơn thầy Nguyễn Phùng Phong. Lẽ ra một cái tài khoản này là đang bán là 500 ngàn 1 năm. Nhưng mà vì Covid cũng đang hoành hành khắp Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta cũng như trên toàn cầu. Và cũng là ngày khai giảng, mùa khai giảng. Thầy Phong tặng các bạn nhỏ của chúng ta như là một món quà. Từ 500 ngàn, giờ chỉ còn có 100 thôi. Đúng không? Thì muốn được rất rất nhiều đứa trẻ trong Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta được biết đến siêu trí nhớ học đường. Được biết cái học quả cực nhọc. Chúng ta hãy comment một chữ biết ơn vào khung chat để gửi lời biết ơn đến thầy Nguyễn Phùng Phong của chúng ta. Để giúp chúng ta có một cái phương pháp học tập thông minh nhẹ nhàng mà chỉ có 100 ngàn thôi à. Rồi cảm ơn bạn Chí Ngoan nhá. Rồi. Bây giờ việc đầu tiên mà quý phụ huynh nào mà chưa biết kích hoạt ấy thì cái việc đầu tiên quý phụ huynh cần làm đó là hỏi luôn cái đại lý mà đã bán cho quý phụ huynh cái tài khoản đó. Bây giờ thì Thăng xin được chia sẻ qua cái cách kích hoạt. Có lẽ là quý phụ huynh sẽ lưu ý nhá. Đây ạ. Thầy Thăng xin được chia sẻ màn hình. Rất nhiều bạn đã gửi lời biết ơn tới thầy Nguyễn Phùng Phong này và đội ngũ thầy cô Tâm Trí Lực và những người thầy đang giảng bài. Đó, rồi ạ. Đầu tiên, quý phụ huynh sẽ mở một cái trang Google hoặc là Cốc Cốc cũng được. Quý phụ huynh sẽ gõ chữ
siêu trí nhớ học đường. Có thể viết tắt nha quý phụ huynh nha. Đây ạ. .com. Thấy chưa? Quý phụ huynh nhìn thấy chưa? À, siêu trí nhớ học đường .com. Xong quý phụ huynh ấn chữ Enter. Siêu trí nhớ học đường .com. Ấn chữ Enter. À, thì nó sẽ hiện ra một cái giao diện như thế này. Ở bên góc phải này có cái phần đăng ký này. Đấy. Thì quý phụ huynh sẽ vào phần đăng nhập đăng ký ở bên góc phải này, ô màu xanh xanh này này. Quý phụ huynh vào đó. Quý phụ huynh sẽ vào ô đăng ký này. Đấy. Cái mạng của thầy hôm nay nó chắc nhiều người truy cập vào trang này quá. Nó hơi bị lag rồi. Để thầy đang share lại màn hình cho xem có được không. Đầu tiên là mình vào siêu trí nhớ học đường này. Đấy. Xong mình sẽ vào đăng ký đăng nhập rồi. Máy nó không lên cho này. Thôi, có lẽ là tại mạng của thầy. Thầy sẽ nhờ, tí nữa thầy sẽ nhờ cô Châu Anh ở ở đầu mạng bên kia sẽ có nhiều cái mạng nó khỏe hơn nhé. Bây giờ thầy xin mời bạn à, thầy xin hạ tay các bạn tạm giữ tay một phút nữa để thầy sẽ mời một cái nhân vật rất là đặc biệt. À, bạn này bạn ấy đã tham gia siêu trí nhớ học đường. Thầy ơi, có app rồi ạ. Rồi, đây rồi. Bây giờ thầy tạm hạ tay các bạn xuống một chút nhé. Thầy sẽ mời bạn Phương Nguyên nào. Khánh Nguyên nào. Khánh Nguyên giơ tay lên nào. Khánh Nguyên đâu giơ tay nào. Khánh Nguyên ơi. Khánh Nguyên có trong phòng room không? Khánh Nguyên giơ tay nào. Khánh Nguyên ơi. Khánh Nguyên có này không? Thấy thầy, thầy thầy. Không thấy Khánh Nguyên đúng không? Thì thầy Khánh Nguyên vô room. Rồi. Thầy mời bạn Phương Mai nào. Phương Mai. Ở đâu Phương Mai giơ tay nào. Phương Mai ơi. Không bật được cam hả? Thầy Thăng ơi. Rồi. Cô Châu Anh ơi. Cô Châu Anh ơi. Dạ. Thầy Thăng cấp dùm em cái quyền cô hot cho cái nickname Châu Anh dùm em đi thầy. À Châu Anh hả? Dạ, tại em đang sử dụng hai thiết bị. Cái máy bên kia nó bị hư rồi nên em phải sử dụng hai thiết bị. Thầy xin phép các bạn để thầy hạ tay các bạn xuống này. Thầy tìm cô Châu Anh nha. Cô Châu Anh giơ tay nào. Dạ. Chắc là GT8 này phải không nhỉ? Các bạn tặng của em bạn... tên Châu Anh luôn á. Cái hình là của anh Châu á. À thế à, các bạn tạm hạ tay để thầy tìm cô Châu Anh chia sẻ chúng ta rất là nhiều phần kiến thức bổ ích tiếp theo nhé. Laptop em không bấm được, em rút giờ tay thôi. Được rồi, em đang có cái đồng chủ trì không à, em không có chuyển hot qua đây được. Được rồi, đây đây đang tìm ấy. Chưa tìm thấy cô Châu Anh ở đâu à. Lát nữa rồi, có những... rồi, em được cấp cô hot rồi anh. Được rồi. À được rồi đúng không? Cho thầy trong cấp hot rồi. Rồi mời cô Châu Anh đi lên hình đi. Sau đây thì cô Châu Anh chia sẻ với quý phụ huynh là sau khi quý phụ huynh đăng ký siêu trí nhớ học đường rồi thì con em của chúng ta còn được các thầy cô ở Tâm Trí Lực và những người thầy cô tâm huyết sẽ đồng hành với quý phụ huynh cùng các bạn nhỏ 30 ngày nữa. Để cùng quý phụ huynh và các bạn nhỏ tìm những cái phương pháp học tập phù hợp nhất và khai thác cái tài khoản siêu trí nhớ học đường này một cách hiệu quả nhất. Bây giờ sau đây thì mời cô Châu Anh sẽ chia sẻ với lại quý phụ huynh ở trong phòng room. Mời cô Châu Anh ạ. Dạ, em cảm ơn các thầy cô, thầy Thăng. Dạ, cảm ơn các thầy cô, các phụ huynh và các bạn nhỏ đã tham gia vào cái buổi học tối nay. Châu Anh chia sẻ tối nay. Châu Anh pin gắn ghim màn hình rồi. Dạ. Yeah. À thì
giống như thầy Thăng Thành lúc đầu đã chia sẻ với các phụ huynh về cái cách sử dụng tài khoản sinh nhớ học đường cho nó hiệu quả. Thì sau khi các bạn có đạt được cái tài khoản sinh nhớ học đường thì các bạn vào trong cái tài khoản sinh nhớ học đường á, các bạn sẽ được với thầy Phong, thầy Nguyễn Phùng Phong giới thiệu cho các bạn một cái những cái kỹ thuật giúp cho các bạn ghi nhớ một cách được tốt hơn ha, và mình ứng dụng một cách môn học như thế nào để mình có thể nhớ bài một cách nhẹ nhàng hơn, dễ dàng hơn. Thì bên cạnh cái việc mà có những cái video clip của thầy Phong hướng dẫn và những cái kỹ thuật nằm trong cái quyển sách mà các sinh viên học đường mà các bạn đang có đó, vừa là sách online vừa là sách thực tế nè, hoặc là sách trên online đều có các kỹ thuật đó các bạn ha. Và những các bạn nào mà học qua cái kênh nghe và cái kênh nhìn đó thì các bạn sẽ được mở cái video clip lên để mà xem thì càng tốt nữa, nhưng mà để giúp cho các bạn có thể vận dụng các kỹ thuật đó một cách tốt hơn, giống như là sẽ có một cái người đồng hành cùng với mình hướng dẫn cho mình từng cái chi tiết để làm sao cho nó hiệu quả, thì đội ngũ của bên đại lý siêu giới học đường Lê Thanh Trong là đại lý nguyên cái toàn team của cô Oanh và thầy Thăng đang tham gia, thì đang có một cái chương trình là đồng hành 30 ngày cùng các bạn, hướng dẫn cho các bạn những cái kỹ thuật giúp cho các bạn ghi nhớ. Vậy thì bây giờ cái chương trình đồng hành 30 ngày nó như thế nào thì cô Oanh xin phép chia sẻ thông tin đó đến cho phụ huynh và các bạn được rõ. Rồi, các bạn có nhìn thấy rõ được cái màn hình của cô Oanh không? Màn hình xe của cô Oanh, nếu thấy rõ thì các bạn comment số 1 giúp cô Oanh nha. Rồi, rõ nha. Tuyệt vời quá. Cảm ơn các bạn. Như nó bị che. Rồi, ok, không có bị che ha. Đây rồi bạn. Tí nữa bạn là Uyên lấy tên của mẹ sang, tí nữa sẽ mời bạn Uyên. Cô Anh cứ chia sẻ đi. Dạ, được rồi. Vậy thì chương trình 30 ngày đèn xíu chí học đường nó sẽ có những gì? Nó dành cho ai? Học như thế nào? Học trong bao lâu? Học những gì? Do ai tổ chức? Thì hôm nay cô Anh xin giải đáp 5 cái câu hỏi này, những câu hỏi đang được nhiều phụ huynh thắc mắc nha. Rồi, đầu tiên là cái chương trình này là dành cho ai? Chương trình này là dành cho tất cả những bạn có tài khoản siêu trí nhớ học đường hay các bạn? Dành cho tất cả những bạn có tài khoản siêu trí nhớ học đường. Cho dù các bạn là tham gia cùng với đại lý nào đi nữa, thì các bạn cũng sẽ được đồng hành cùng với team của cô Anh ha. Rồi, ví dụ như bây giờ các bạn đang sở hữu tài khoản siêu trí nhớ học đường nè, và biết được rằng mình cũng có những người bạn cũng đang có sở hữu tài khoản siêu trí nhớ học đường nhưng mà chưa được tham gia đồng hành rèn luyện các kỹ thuật ghi nhớ như thế này, thì các bạn hoàn toàn có thể mời những người bạn của mình vào cùng tham gia cùng với chương trình siêu trí nhớ học đường cùng với thầy Thăng, cô Oanh và tất cả các thầy cô khác nha. Rồi, học như thế nào thì chúng ta sẽ học qua Zoom. Học online qua Zoom hết các bạn ha. Rồi, học trong bao lâu? Thì chúng ta trong cái chương trình đồng hành này thì chúng ta sẽ có 30 ngày. 30 ngày đồng hành với nhau. Và trong 30 ngày đó thì sẽ có 8 buổi chúng ta học trên Zoom. Học trực tiếp trên Zoom với nhau. Vào cái khung giờ là 20 giờ đến 21 giờ 30 vào ngày thứ 3 và thứ 7 hàng tuần. Và cái thời gian thực hành thì chúng ta sẽ có thực hành trong 30 ngày liên tiếp. Tức là chúng ta sẽ có 8 buổi trên Zoom, nhưng chúng ta sẽ được giao bài tập mỗi ngày trong vòng 30 ngày để mà ứng dụng các kỹ thuật mà các thầy cô đã chia sẻ với các bạn trên những cái buổi Zoom đó. Rồi, sau khi học thì các bạn sẽ học được những gì? Sau cái chương trình 30 ngày đồng hành này thì các bạn sẽ được học các kỹ thuật ghi nhớ để các bạn ứng dụng vào cái việc giúp mình ghi nhớ những ngày tháng sinh nhật nè của người thân nè, ngày sinh nhật của người thân nè, rồi nhớ được cái danh bạ điện thoại nè, nhớ được diện tích các nước, rồi nhớ được sự kiện lịch sử, nhớ công thức các môn học toán lý hóa một cách dễ dàng nhẹ nhàng nhất các bạn ha. Rồi, cái chương trình này thì do ai tổ chức? Chương trình này thì do team của đại lý siêu trí nhớ học đường cấp 1 3 sao Lê Thanh Trong. Lúc ban đầu cái chương trình này khi mà mở ra thì gồm có 3 người chủ trì, đó là thầy Lê Thanh Trong, cô Oanh và thầy Thăng. Nhưng mà sau một quá trình đồng hành thì được rất là nhiều các thầy cô trên toàn quốc ủng hộ, và các thầy cô đang cùng tham gia vào đồng hành để mà chia sẻ những cái kỹ thuật này giúp cho các bạn được ghi nhớ dễ dàng hơn, thông minh hơn. Thì các thầy cô đó thì đã có nhiều thâm niên trong cái việc giảng dạy ở các
tỉnh thành khác nha. Thì cô Oanh xin giới thiệu, đối với cái khối cấp 2, cấp 3 thì có các thầy cô như là cô Thủy, cô Vi, cô Thơm, cô Duyên và cô Loan. Các thầy cô này đều có những kinh nghiệm giảng dạy là trên 10 năm đó các bạn ha. Có những cô lên đến 20 năm luôn đó. Rồi tiếp theo thì cũng có cái khối mầm non và cấp 1 thì sẽ có cô Bích Hồng, cô Nguyễn Huyền, cô Huyền Cao và thầy Phương. Thì hiện tại thì các lớp thì chúng ta đã đi qua được đến K 11 rồi. Hiện tại là đang học là K 11. Thì cái K 12 thì sẽ dự kiến là khai giảng vào khoảng giữa tháng 9 này các bạn nha. Nhưng mà là do cái số lượng đợt này á, các bạn đang tham gia vào cái chương trình tài khoản 100K á, rất là nhiều. Nên thầy cô đang cần có những cái chương trình mà sắp xếp lại để cho có thể đáp ứng được cái số lượng học viên tham gia đợt này rất là lớn. Nên có thể là thời gian của chúng ta thì dự kiến là khoảng giữa tháng 9. Nhưng mà thời gian cụ thể như thế nào á, thì các thầy cô sắp xếp xong để thông báo các đại lý là những người đã kích hoạt tài khoản xin nhớ học đường cho các bạn á. Rồi những bạn nào cái chương trình này đặc biệt của chúng ta là chương trình không có phí, hoàn toàn miễn phí cho các bạn ha. Và còn một điều đặc biệt nữa là chương trình này không có giới hạn thời gian là bao lâu. Tức là khi các bạn đã tham gia một khóa rồi, nhưng mà trong cái thời gian đó mình có nhiều cái công việc bận rộn á, mà mình chưa có thể tham gia trọn vẹn nguyên một cái khóa 30 ngày như vậy, thì các bạn có thể là các bạn tham gia được 5 ngày, 10 ngày để các bạn tạm dừng cái buổi học đó. Hoặc là trong quá trình mình đã tham gia rồi nhưng mà mình vẫn muốn được tiếp tục rèn luyện, tiếp tục đều đặn mỗi ngày như vậy nữa, được các thầy cô giao bài tập cho mình rèn luyện để mình có những cái cơ hội để mình chinh phục cái não bộ của mình, chinh phục cái trí nhớ của mình, thì các bạn hoàn toàn có thể đăng ký tham gia ở nhiều khóa sau. Ví dụ bây giờ các bạn sắp tới là các bạn tham gia lớp K 12 nè, nhưng mà những bạn những tham gia trước đó từ K 8, K 9, K 10, K 11, nếu như các bạn thích thì các bạn vẫn có thể đăng ký lại để tiếp tục tham gia K 12. Tức là chương trình này của chúng ta nó sẽ không có thời gian giới hạn cái số lượng, số lần tham gia. Các bạn hoàn toàn có thể tham gia được nhiều lần nếu như các bạn thích. Thì ở trong cái chương trình của chúng ta thì cũng có rất là nhiều bạn rất là thích tham gia cùng các thầy cô. Nên mặc dù bạn đã thực hành rất là tốt những cái khóa trước rồi, nhưng các bạn vẫn sẵn sàng đăng ký khi các thầy cô mở những cái khóa mới. Thì bây giờ cô Oanh xin tắt màn hình xe này. Cô Oanh tiếp tục share với các bạn một số hình ảnh của những cái bạn mà tham gia luyện tập đó nha. Rồi, đợi cô Oanh mở cái đó lên tí xíu. Rồi, khóa học của chúng ta khi mà tham gia vào thì bạn nào cũng thấy rất là vui, rất là thú vị. Nếu như các bạn cam kết đồng hành liên tục 30 ngày thì sau 30 ngày đó các bạn còn được những phần quà của các thầy cô nữa các bạn ha. Rồi các bạn chờ cô Oanh một chút để cô Oanh mở cái Facebook lên. Một chút xíu nha. Bên đây hiện tại là cái laptop này nó hơi bị đọc. Cô Vy ơi, cô Vy cũng đang có việc quyền cô hết đó. Cô Vy chia sẻ giúp em cái mạng bên mình ổn không? Chia sẻ giúp em cái group 30 ngày đồng hành của mình giúp cho các bạn đi cô Vy. Cho các bạn thấy được cái việc đồng hành. Hôm nay đáng lý là cô Oanh có mời một số bạn khác nữa đã thực hành 30 ngày rèn xíu nhớ học đường rồi để các bạn vào chia sẻ. Nhưng hôm nay các bạn đều dướng cái lịch học, do hôm nay là ngày khai giảng nè, có một số lớp thì cũng học bắt đầu của thầy cô bắt đầu đồng hành với các bạn online buổi tối, nên các bạn không đã cáo lỗi trong cái giờ phút cuối không có tham gia vào được phòng chung của chúng ta. Bạn Hoàng Anh Dũng, mình học quá là trực tiếp online, như nãy cô Oanh chia sẻ, trực tiếp online là 8 buổi trên Zoom vào thứ 3, thứ 7 hàng tuần. Tức là chúng ta sẽ có 4 tuần, mỗi một tuần chúng ta lên gặp nhau 2 buổi trên Zoom. Còn bài rèn luyện thì chúng ta sẽ có những cái bài tập để mà chúng ta chinh phục cái trí nhớ của mình á, thì sẽ được thực hành xuyên suốt 30 ngày. Cô Vy ơi, cô Vy còn trong Zoom không? Rồi thế, trong lúc chờ đợi cô Vy thì thầy sẽ mời một bạn nhỏ cũng đã gặt hái được rất là nhiều cái thành tích khi tham gia với siêu trí nhớ học đường nhá, sẽ lên giao lưu với chúng ta. Dạ, tuyệt vời quá. Rất là đặc biệt. Cảm ơn thầy Thăng.
Mẹ Sang ơi, mẹ Sang đang ở chỗ nào đâu rồi? Mẹ Sang ơi, đây mẹ Sang đây. Rồi. Thầy mời bạn Khánh Nguyên nào. Rồi, đây một bạn nữ rất là xinh đẹp luôn. Khánh Nguyên mở mic ra con ơi. Dạ, con xin chào thầy Thăng, các thầy cô và tất cả mọi người. Con tên là Nguyễn Ngọc Khánh Nguyên. Ba từ để nói về con là chăm học, hiếu thảo và tự tin. Xin mọi người hãy cổ vũ cho con. Hay quá. Rồi, Khánh Nguyên hãy nêu hãy nói cho thầy cái nhân duyên mà con đến với siêu trình học đường và những cái cảm nhận của con về chương trình này và những cái thành tích của con đã đạt được khi tham gia chương trình đó. Dạ, hay là cái nhân duyên của con đó chính là khi mà cũng nhờ một cái đợt dịch mà con mới đến thầy Phong, và khi mà luyện tập cùng thầy thì con thấy đồng hành cùng tâm trí lực là một cái điều rất là tuyệt vời. Và kể từ đó thì thầy Phong tạo ra cái chương trình siêu trí nhớ học đường, thì con cũng theo học và con thấy rằng chương trình này là một cái ngôi trường online dành cho tất cả các bạn học sinh trên toàn quốc từ lớp 1 tới lớp 12. Và nó giúp chúng ta học nhẹ nhàng, học nhanh, nhớ lâu. Và thay vì con phải học trên lớp 45 phút mỗi ngày thì ở nhà con chỉ cần học 15 phút thôi, tiết kiệm được cho mình rất là nhiều thời gian. Và trên siêu trí nhớ học đường thì con còn học được các kỹ thuật ghi nhớ, phương pháp siêu trí nhớ và xem các video bài giảng cũng như là các bài mind map để con tóm tắt nội dung học bài của mình một cách dễ dàng, giúp cho việc học hiệu quả hơn. Rồi, tuyệt vời quá. Thế à, con thầy giáo thấy phát hiện ra là con vẽ mind map rất là đẹp. Nếu mà con có thể chia sẻ một chút thành tích mà con đã đạt được không? Con có tham gia cuộc thi 5 phút thuộc bài đúng không? Dạ có, tham gia cuộc thi 5 phút thuộc bài thì con được 2 lần xuất sắc, tuần thứ 2 với lại tuần thứ 4 đó thầy. Ồ, tuyệt vời quá. Các bạn hãy comment là một từ tuyệt vời vào trong khung chat nào. Nào. Bạn đã 2 lần đạt giải xuất sắc đúng không? Toàn quốc trong cái kem của thầy Phong tổ chức 5 phút thuộc bài đấy. Thế Khánh Nguyên có muốn nhắn nhủ gì đến hoặc là chia sẻ gì với các bạn nhỏ là người ta chưa có tài khoản siêu trí nhớ học đường, hay là các bạn đã có tài khoản siêu trí nhớ học đường rồi thì con có muốn nhắn nhủ với các bạn cái điều gì không? Thì đây là một cái chương trình học vô cùng tuyệt vời để giúp chúng ta học hiệu quả hơn. Vì vậy thì chỉ cần dành 15 phút mỗi ngày thôi, các bạn, các em hãy cùng nhau học tập để luyện tập thêm cho mình những phương pháp siêu trí nhớ và hãy tham gia cuộc thi siêu trí nhớ học đường 5 phút một bài nếu như mà bạn nào chưa có tham gia. Và nếu đã tham gia rồi thì hãy kiên trì để nhận được thêm cho mình thật là nhiều phần thưởng quý giá. Rồi, tuyệt vời quá. Wow. Đúng, một tràng hoa tay thật lớn. Chúc mừng bạn Khánh Nguyên à. Thầy Thăng với cô Châu Anh có một món quà tặng con, nhưng cũng không biết con thích cái gì nhỉ? Dạ thì quà là giá trị tâm tinh thần thôi này. Tấm lòng á thầy, nên là thầy tặng gì thì con cũng thích hết ạ. À rồi, con xứng đáng được nhận quà mà. Được rồi, thầy sẽ chuyển con mẹ Sang nhá cho con. Ok. Cảm ơn bạn rất là đáng yêu một cái chia sẻ của bạn á. Các bạn, các phụ huynh thấy đó, khi mà các con á tham gia vào cái chương trình 5 phút thuộc bài, không những các con sẽ được luyện tập mà các phụ huynh thấy bạn Khánh Nguyên đúng không ạ? Bạn Khánh Nguyên. Khánh Nguyên chia sẻ rất là trôi chảy mạch lạc đúng không ạ? Trong quá trình mà khi mà mình thực hành cái việc mà mình thực hành 5 phút thuộc bài á, thì cái bên cạnh cái việc mà mình cho con được một cái môi trường con rèn luyện, thì các phụ huynh thấy rất là rõ ràng là con mình đang được và tập dần cái việc tự tin khi mà các con giao tiếp. Cái đó cũng là một trong những cái yếu tố giúp con thành công sau này đó phụ huynh. Khi mình ra ngoài xã hội thì các phụ huynh cảm nhận được một điều, có phải đồng ý với anh một điều là khi mà mình ra ngoài xã hội mình làm việc, nếu mình có cái sự tự tin nhất định thì có phải là mình dễ dàng thành công hơn không ạ? Thành công hơn là những người mà có cảm giác nhút nhát không ạ? Đúng không ạ? Nếu phụ huynh đồng ý với anh điều này thì comment xuống đồng ý đi ạ. Hay là chữ ok được ạ. Dạ rồi, cảm ơn các phụ huynh ạ. Khánh Nguyên tắt mic rồi. Rồi, cô anh rất cảm ơn bạn Khánh Nguyên nha. Cô anh rất là thích cái sự chia sẻ của bạn luôn. Thầy Thăng chúc Khánh Nguyên luôn luôn hiếu thảo này, trung thực. Đấy, tự tin, tự học và tự lập. Luôn luôn tỏa sáng nha, Khánh Nguyên nha, để cho các bạn khác sẽ học tập gương của Khánh Nguyên. Ok.
Cách đi rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ giao lưu với một bạn nhỏ đang học cấp 1 nữa nhá. Đâu rồi, bạn Phương Mai ở đâu, giơ tay nào. Bạn Phương Mai đâu? Phương Mai có trong phòng room không? Thầy Thăng xin phép được hạ tay của các bạn 30 giây, à 1 giây nhá, để xem bạn Phương Mai. Phương Mai giơ tay nào. Đây rồi. Mai Phương đúng không ạ? Em thấy rồi. Phương Mai. Rồi. Mời bạn Phương Mai nào. Đây rồi, bạn Phương Mai đây rồi. Cô anh Kim Phương Mai lại đây nha. Đó là cô chào một bạn Phương Mai nha. Phương Mai hãy giới thiệu về mình nha. Chưa có bật mic. Phương Mai chưa bật mic phải không? Không bật được mic à? À, bật mic được rồi. Được rồi, Phương. Được rồi. Rồi. Rồi, cô chào, chú Oanh chào bạn Phương Mai nha. Con xin chào cô Oanh và thầy Khang cùng với tất cả các thầy cô giáo cùng với quý vị phụ huynh đang ở trong phòng Zoom ngày hôm nay. Con xin tự giới thiệu, con tên là Nguyễn Phương Mai, năm nay con 10 tuổi, con đang sống tại Yên Thế, Bắc Giang. Ba từ ngắn gọn với con là sáng tạo, tự tin, yêu thương, mong mình hú cho con. Quá. Rồi. À, con hãy chia sẻ với lại cái cảm nhận của mình mà cái nhân duyên của con đến với siêu trí nhớ học đường và cái cảm nhận của con khi tham gia chương trình này nào. Dạ thưa, là nhân duyên con đến với siêu trí nhớ học đường là nhờ bố của con. Là bố con đã mua tặng con chương trình siêu trí nhớ học đường này. Và sau khi trải nghiệm chương trình này, con cảm thấy mình học tập tốt hơn, học nhanh hơn, không mất tốn nhiều thời gian, giúp con học nhanh nhớ lâu, không còn phải không còn phải là khó khăn trong cái việc ghi nhớ và việc học tập ở trên trường. Mỗi khi học thì chỉ cần mở ra, chỉ cần nghe khoảng 15-20 phút là có thể thuộc và nhớ được bài học đó. Thôi, cảm ơn bạn Phương Mai, tuyệt vời quá. Phương Mai đã đạt được những cái thành tích gì mà con dấu ấn đáng nhớ mà con tham gia chương trình này không? Có thể lại kể lại những kỷ niệm cho thầy cô, quý huynh và các bạn nhỏ trong phòng room được biết không? Dạ thưa, là khi đến với chương trình thì vào hồi con mới tham gia thì con đã nhận được một chiếc đồng hồ smartwatch trong cuộc thi thứ năm vui vẻ của thầy Nguyễn Phùng Phong cách đây vài tháng, và có một giải khác là trong kem trí nhớ siêu đẳng. Con đã nhận được một giải đặc biệt là một chiếc iPad cùng với một tài khoản siêu trí nhớ học đường. Và một lần khác con đạt một giải khuyến khích là con nhận được một tài khoản siêu trí nhớ học đường 12 năm. Và mới nhất là con vừa đạt giải đào tạo xuất sắc trong chương trình 5 phút thuộc bài tuần 4. Cái cảm giác của con như thế nào? Dạ, sau khi nhận được giải, con cảm thấy rất là vui, hạnh phúc và biết ơn các thầy cô tâm trí lực thầy Nguyễn Phùng Phong đã tạo ra những môi trường để bọn con rèn luyện ạ. Hay quá. Rồi, bao nhiêu bạn thấy, bạn thấy được rằng là bạn Phương Mai của mình rất là tuyệt vời, thì hãy comment số 2 nha, cổ vũ cho bạn Phương Mai nha. Số 2 tượng trưng cho hai tay, mình giơ tay cho bạn Phương Mai nào. Phương Mai tuyệt vời quá. Thế Phương Mai mà đã được bố tặng cái tài khoản là siêu trí nhớ học đường rồi mà con lại được thầy Phong tặng tài khoản nữa, thì con làm gì với cái tài khoản đấy? Khi mà con được tặng thêm một tài khoản nữa thì con đã đăng lên Facebook để tặng cái tài khoản đó cho những bạn chưa có, để các bạn để học tập dễ dàng hơn ạ. Hay quá, Phương Mai tuyệt vời quá. Rồi, cô Anh rất là trân quý tấm lòng của bạn Phương Mai dành cho mọi người nha. Phương Mai rất là tuyệt vời. Phương Mai có chia sẻ gì mấy các bạn mà chưa có siêu trí nhớ học đường hay những bạn mà đã có tài khoản rồi thì có cái lời khuyên hay lời chia sẻ gì dành cho các bạn không? Mình mong muốn các bạn hãy vào siêu trí nhớ thường xuyên, đọc những bài mai miết, vẽ những bài mai miết và nghe các bài giảng kỹ thuật ghi nhớ hay là bài giảng sách giáo khoa để nâng cao khả năng ghi nhớ của mình. Rồi, nhân dịp năm học mới đã đến thì Phương Mai có cái lời chúc gì dành cho các bạn và các anh chị không?
Nhân dịp năm học mới vừa khai giảng thì mình mong muốn các bạn, các anh chị hãy học tập tốt, chăm ngoan học giỏi và nhớ vào sư trình học đường để tham khảo những kỹ thuật hay, bài giảng hay để chúng ta học hành dễ dàng hơn. Rồi, cô Anh cảm ơn Phương Mai nha. Cảm ơn cái sự chia sẻ rất là dễ thương, rất là đáng yêu của Phương Mai. Nhân dịp cũng đầu năm học mới nha, cô Anh xin chúc Phương Mai nè mình có thật là nhiều sức khỏe nè, thật là nhiều niềm vui và sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa với sư trình học đường nha. Cảm ơn Phương Mai rất là nhiều. Rồi bây giờ cô Anh tiếp theo thì cô Anh xin chia sẻ lại cho các bạn. Hồi nãy cô Anh có nói về cái chương trình 30 ngày đồng hành á, cô Anh xin chia sẻ với các bạn về cái group đồng hành của chúng ta ha. Rồi mọi người có thấy rõ màn hình của cô Anh chia sẻ không ạ? Đây là cái group 30 ngày vàng siêu nhớ học đường của chúng ta ha. Khi các bạn đã sở hữu được cái tài khoản siêu nhớ học đường rồi thì các bạn sẽ được tham gia vào một cái group, cái group rèn luyện 30 ngày rèn siêu nhớ học đường của chúng ta. Thì trong đây các bạn sẽ thấy giống như nãy cô Anh đã chia sẻ cái nội dung của 30 ngày rèn luyện rồi. Bây giờ cô Anh chia sẻ với các bạn, đây là những cái hình ảnh rèn luyện của các bạn nha. Hình như hồi nãy cô Anh chia sẻ không có tiếng thì phải. Bây giờ để cô Anh chia sẻ lại. Cô cho anh vào cho Optimize sao em. Quên đó thầy ơi, tại vì em đang sử dụng hai cái thiết bị. Ngay nếu bây giờ em mở lên là cái tiếng nó sẽ bị vang. Dạ. Quá. Nào để em thử tắt một cái thiết bị mình. Được không? Có được không? Chưa được ai châu ạ. Rồi phải đợi tí nhé châu anh nhé, có được không? 20. Được rồi đó. Châu Anh bật mic đi, mất mic chưa? Nó bị vang. Được rồi, vang rồi. Thôi được rồi, thế thôi nhé châu Anh nhá. Có lẽ để buổi khác. Bị vang mất rồi. Ok. Rồi, bây giờ rồi. Nó bị vang rồi. Rồi tắt lại vang quá. Dạ vâng. Thưa các bậc phụ huynh, là sau đây thầy Thăng cũng gửi quý phụ huynh là cái số điện thoại của thầy Thăng với cô Châu Anh. Nếu mà quý phụ huynh mà có gặp những cái khó khăn gì trong quá trình đồng hành với con thì quý phụ huynh sẽ hoặc các bạn nhỏ gặp khó khăn gì có thể liên lạc với thầy. Những lúc nào mà thầy không phải lên lớp ở trên trường thì thầy sẽ cùng các bạn thảo luận nhé. 0345988665. Đây là số Zalo của thầy Thăng. Cũng thưa các bậc phụ huynh và các bạn nhỏ là thầy Thăng và cô Châu Anh cũng có rất là có những cái may mắn là được thầy Nguyễn Phùng Phong đào tạo nhiều tháng nay. Và thứ hai, thứ tư, thứ sáu cũng như là thầy Phạm Ngọc Bình, kỷ lục gia siêu trí nhớ Việt Nam á. Cho nên là thầy cũng biết được một số cái phương pháp về kỹ thuật siêu trí nhớ, cũng có cái khao khát là được lan tỏa tới cộng đồng. Thứ hai là thầy cũng may mắn được thầy Đăng với cô Châu Anh cũng may mắn được giáo sư Marek Kapersky là chủ tịch trưởng ban hội đồng trọng tài sơ đồ tư duy thế giới dạy cho các cái kỹ thuật về chuẩn MyMap quốc tế và cũng đã được cấp bằng đào tạo.
cho nên cũng có khả năng là sẽ giúp được các bạn nhỏ trong quá trình là vẽ mai mét để giúp các em học tập một cách tốt hơn. Thầy cũng được học qua các lớp học của thầy Dominic O'Brien, người mà các bạn mà gõ trên mạng ấy, tới 8 lần vô địch siêu trí nhớ thế giới đó. Thế thì với tất cả cái tình yêu và cái sự khao khát của mình thì muốn được lan tỏa tới cộng đồng những cái giá trị mà thầy Phùng Phong đã, lý tưởng của thầy Phùng Phong đã xây dựng lên. Đây là cái số Zalo của thầy Thăng. Thì các bạn có thể lưu lại để chúng ta sẽ tiện liên lạc. Và để cho thầy Thăng dễ nhận ra các bạn thì trước cái lời chào các bạn nên ghi là 0509 nhé. Tức là để biết là thầy biết là các bạn đã tham gia cái buổi room hôm nay. Để thầy sẽ tiện là tiện liên lạc với các bạn hơn. Đó. Và ngoài ra thì thầy cũng có một cái kênh Facebook. Ở nơi đó thầy chia sẻ những cái kiến thức hay mà thầy học được từ thầy Phong, hoặc là những cái bài chia sẻ rất là hữu ích từ thầy Phong. Thầy Thăng cũng được xin chia sẻ. Chia sẻ lên trên trên đó để cho các bạn. Cái này mẹ đăng ký rồi, bây giờ lại đăng ký nữa. Không phải đăng ký, bây giờ đổi những cái mà làm con muốn. Sao mẹ lại đăng ký được hay không muốn rồi? Mẹ đăng ký rồi nhưng không nhớ là mẹ đã đăng ký. Không nhớ rồi, rồi rồi, bạn. Sao lại về đăng nhập tài khoản nữa? Bạn sẽ cắt. Tại giúp em với thầy Thăng này. Thầy Thăng mở mic tại giúp em. Rồi. À. Đây là nick Facebook của thầy Thăng nha các bạn ha. Được rồi. Đây, các bạn bấm chữ Nguyễn Trọng Thăng là sẽ ra hình của thầy ha. Còn của cô Oanh thì cũng rất là dễ tìm, các bạn cứ tìm trên Facebook là chỉ Châu Oanh là ra cái Facebook của cô Oanh ha. Rồi. Thế và Châu có dấu nha. Đây. À, quý thầy cô và quý phụ huynh nào mà chưa có thẻ tài khoản siêu trí nhớ học đường thì cô Châu Oanh này, thầy Thăng này và tất cả những thầy cô mà cô Châu Oanh đã giới thiệu trên màn hình á thì đều có thể hỗ trợ và cung cấp thẻ cho quý phụ huynh nhá. Thầy Trông và tất cả các thầy cô mà cô Châu Oanh vừa giới thiệu trên màn hình. Thì cũng có lẽ là cũng đã 10 giờ kém 15 rồi. Một lần nữa thì cho phép thầy Thăng và cô Châu Oanh được gửi lời biết ơn tới toàn thể quý phụ huynh cũng như là quý thầy cô, rồi các bạn nhỏ, đặc biệt là các bạn nhỏ đã dành thời gian để lắng nghe thầy Thăng và cô Châu Oanh chia sẻ. Một lần nữa là chúc quý phụ huynh có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc. Sẽ dành được những cái thời gian vàng để quan tâm đến những thiên tài, những hiện tài của mình. Thầy Thăng chúc các bạn học sinh của thầy, tất cả các bạn nhỏ thân yêu, 5 điều. Nhất là hiếu thảo, trung thực, tự tin, tự học và tự lập. Có phụ huynh nào có câu hỏi nào thì sẽ xin giơ tay, còn không thì chúng ta sẽ đây ạ, có phụ huynh của thì không thì chúng ta sẽ tạm biệt nhau và cùng bật mic, cùng bật cam lên để chúng ta sẽ chúc nhau nhé. Tất cả các bạn sẽ cùng bật mic, cùng bật cam lên để cô Châu Anh sẽ chụp lấy một kiểu ảnh thật là đẹp nhá. Rồi, để cô Anh mở phần Zoom nha. Rồi. Rồi, chúng ta cùng nha, chúc nhau nha. Một buổi tối vui vẻ nè. Chúng ta cùng chụp hình với các bạn ơi. Thả tim nào, thả tim nào. Rồi, các bạn thả tim nha. Thả tim cho cô Anh nha. Để cô Anh chụp hình với các bạn thiệt là đẹp nha. Thả tim cho chúng ta nào. Chúc mừng các thả tim nào, tim to nào. Rồi. Chúc nhiều kiểu cô nha. Nha. Để cô Anh tí. Phải sang trang 2 để cho nhiều bạn được lên hình nữa nha, cô Châu Anh nhá. Dạ, để em sang trang 2. Rồi, trang 2 nào, các bạn trang 2 nào, tươi lên nào, yeah. Rồi, đợi tôi chút nha. À, mình có nhiều trang lắm hả thầy ha? Để nhiều mình trang lắm à, không các bạn dạ. Nhớ trang 3 nhá, nào các bạn bật cam lên nào. Chúc các bạn nhỏ của thầy luôn chăm ngoan hiếu thảo nhá, một năm mới thật là gặt hái nhiều thành công. Rồi, đang ở trang 3, các bạn nào đang chưa có bật cam, mở cam lên để chúng ta chụp hình với nhau nha. Hiện tại có nhiều bạn nào đang bật cam quá. Để chúng một kiểu hình thật là xinh nào.
bạn nha. Rồi những cái trang sau thì các bạn tắt camera nhiều quá. Rồi mình xin phép chụp ở 4-3 trang đầu thôi. Em nào muốn nói đây? Em Bùi. Bùi Tuấn gì ạ? Rồi, nếu bạn nào mà muốn phát biểu thì các em có thể là bật giơ tay. Bạn nào buồn ngủ rồi, chúng ta này mai là sẽ có một buổi học đầu tiên của năm học mới, đúng không? Nếu bạn nào phải đến trường hoặc là online thì chúng ta vẫn phải học bình thường thôi. Phụ huynh nào mà có những trao đổi gì cần trao đổi với thầy Thăng và cô Châu Anh ơi, thầy Thăng chào Xuân Giang nhá, Ngô Xuân Giang, học trò ưu tú của thầy. Nãy giờ cô Anh nhờ kiếm Xuân Giang để mà nhờ Xuân Giang lên chia sẻ với các bạn này. Xuân Giang ơi, thầy ơi, đâu vừa nhìn thấy Xuân Giang đâu rồi? Xuân Giang giơ tay đi con. Bạn Xuân Giang chăm chỉ lắm á. Bây giờ Xuân Giang ơi, bây giờ còn vài phút nữa Xuân Giang có thể chia sẻ giúp cô về cái cảm nhận của bạn khi mà bạn tham gia cái chương trình 30 ngày rèn luyện không? Cô Anh tin là những bạn còn đang ngồi trong phòng Zoom này cũng rất là muốn nghe đó. Đâu rồi, nhà Xuân Giang nha. Xuân Giang giơ tay đi con. Đâu rồi? Dạ rồi, em mở mic cho Xuân Giang rồi thầy ơi. Em thấy rồi. Sâu bạn Xuân Giang lên màn hình nhé. À đây rồi, Xuân Giang đây rồi. Nhớ Xuân Giang quá. Cô và tất cả các bạn, em tên là Ngô Xuân Giang, ba tự nói là em là trung thực, thiếu thảo tự tin, xin các bạn hạ cổ cho em. Rồi, Xuân Giang hãy giúp cô Anh chia sẻ cái cảm nhận của cái Xuân Giang sau khi mình thực hiện chương trình 30 ngày đồng hành ha. Con sau các buổi 30 ngày đồng hành K8, K10, K11, em cảm thấy là rất là vui và cảm thấy bài học của má thầy cô thật là ý nghĩa, giúp em có thể học nhanh và nhớ lâu hơn trong việc sử dụng các diện tích, nhớ các diện tích cất nước, cất ngữ, và như em áp dụng cũng được, em cũng đã áp dụng những các môn học và em cũng áp dụng rất nhiều môn học như là toán, lý, hóa. Và em cảm ơn tất cả các thầy cô trong khóa lý luận đã tạo cho em một sân chơi rất là ý nghĩa.